Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpforshop.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách sử dụng Photoshop để chúng ta tự thiết kế một cái banner, một cái poster mà kể cả bạn là người mới, bạn chưa dùng quen Photoshop, bạn cũng có thể dùng được. Rồi thì cách làm nó đơn giản thôi, gọi là tự thiết kế, nhưng mà các bạn có thể thấy là dưới cái phần mình câu like thôi, ở dưới cái tiêu đề các bạn có thể thấy là mình để trong ngoặc kép đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ sử dụng những cái mẫu thiết kế sẵn để các bạn thay đổi chữ, thay đổi hình và tùy chỉnh để chúng ta có thể in ra được hoặc là up lên Facebook. Thông thường các bạn up lên Facebook ha, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ luôn. Rồi ở đây á, cái trang mà chúng ta sẽ dùng một cái trang tương đối quen thuộc, đó là freepik.com. Các bạn thể click đây, đây chữ freepik mình có ghi ở dưới nhé, freepik.com. Rồi sau đó các bạn sẽ làm như sau. Ở trong cái web này của chúng ta á, đây khi mới vô này thì nó sẽ ra thế này ha. Rồi ở đây các bạn sẽ search ví dụ như là poster chẳng hạn vậy, hoặc là banner. Banner thì thường là ngang, poster thì dọc, tùy cái nhu cầu, tùy cái yêu cầu của các bạn như thế nào thôi. Ví dụ như là banner này đó thì thường nó sẽ dạng ngang. Ví dụ như là các bạn cần làm cái banner của cái fanpage chẳng hạn vậy, hoặc là của website, ví dụ như là website của mình chẳng hạn vậy, gaza.vn đó. Ví dụ như là trang đây đi đó, thì đây là cái banner này đó. Poster là cái dọc, thì thường là mình up lên Facebook ha, thì tùy các bạn nhu cầu như thế nào. Còn như ở đây thì mình sẽ sử dụng làm một cái poster đi, để ví dụ anh em chạy quảng cáo chẳng hạn vậy, marketing. Rồi ở đây click như vậy là chưa xong nhé, các bạn sẽ click vào cái filter giúp mình. Filter ở bên này các bạn chọn là PSD, đây click check vào cái PSD này giúp mình. PSD là cái file Photoshop để các bạn có thể chỉnh trên Photoshop được, còn không thì có thể các bạn sẽ phải tải tải nhầm về cái sử dụng vector, ví dụ như là AI hay là những cái khác ha. Rồi tiếp theo các bạn check vào cái free giúp mình, bởi vì chúng ta chỉ tải được cái free thôi, còn không các bạn sẽ phải đăng ký một cái tài khoản premium ha, thì nó hơi mất tiền, thì chúng ta dùng free thôi. Các bạn check vào cái free, bản free cũng rất là nhiều cái đẹp nhé. Thông thường mình sử dụng cái shop của mình thì có gì xài nấy, cái gì đẹp thì mình hốt thôi. Thì ở đây các bạn thể kéo xuống, các bạn có thể tìm. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta làm một cái poster, cái banner gọi là khá là phổ biến, khi mà nó sẽ bao gồm hình, chữ và đó, bao gồm hình và chữ và logo của các bạn thôi ha. Ví dụ như là đây, ví dụ như cái demo hồi nãy mình mới mở cho các bạn đây. Các bạn thích cái nào? Ví dụ như đây nó thường ghi sẵn chúng ta là poster A4, có nghĩa là size A4 rồi. Template in PSD format, có nghĩa là format là cái định dạng PSD của Photoshop. Các bạn chỉ việc click vào chữ download thôi, click download nhé. Thì tự động nó sẽ tải xuống, các bạn có thể thấy nó nằm ngay ở dưới này, hoặc là một số cái phiên bản nó sẽ nằm ở phía góc trên bên phải. Như đây mình đang sử dụng Chrome thì nó sẽ hiện thị ở dưới. Click vô để các bạn giải nén ra nhé. Thì chúng ta sẽ có một cái folder. Ở trong folder này các bạn sẽ có một số cái file, file JPEG để chúng ta coi mẫu nè. File PSD, file có đuôi PSD chính là cái file để chúng ta chỉnh ở trong Photoshop. Những cái file PSD này thông thường các bạn thể mở bằng Photoshop nào cũng được. CS6 cũng được, CS3 cũng được ha. Tốt nhất là từ CS6 trở lên để nó ok nhất. Như đây thì mình sử dụng CC 2019. Các bạn bấm chuột phải Open with Photoshop CC 2019. Ở trong những cái file như vậy thông thường nó sẽ không có phông đi kèm, cho nên là các bạn sẽ thấy nó thường nó đã báo lỗi phông. Tuy nhiên là không sao cả, chúng ta cứ bấm cancel giúp mình nhé, để mình sử dụng phông có sẵn trong máy cũng được. Hoặc là các bạn cần, các bạn có thể lên trang những cái trang ví dụ như là phông.vietdesigner chẳng hạn vậy, hoặc là những cái trang share share phông, các bạn có thể lên tìm rất là nhiều ở trên Form Designer cũng khá là nhiều, các bạn có thể tải về và cài vô vô máy thì Photoshop sẽ đọc ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có một số cái hạng mục bao gồm hình, chữ và logo của các bạn ha. Ví dụ như là các bạn đang làm cho shop chẳng hạn vậy, thì tùy các bạn làm mục đích như thế nào. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn một số cái suộc mà mình làm cho cái shop của mình, bao gồm hình áo này đó, hình hình áo rộng hơn chút xíu, hình của shop nè đó, và hình logo logo Gaza của bên mình ha. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ làm như sau. Để đổi hình các bạn sẽ tìm, thông thường nó sẽ quản lý theo cái dạng là Smart Object và Group. Ở đây Group các bạn nhìn ngay bên cạnh cái layer này giúp mình, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có Image là cái hình ảnh nè ha, Design là tổng quan chung. Các bạn có thể tắt bật vào cái hình con mắt này để chúng ta biết được là ở trong cái group này nó bao gồm những cái thành phần nào ở trên hình ha. Rồi ví dụ như là image là hình ha.
Rồi tag nè là chữ. Đó thì tí nữa mình sửa sau. Ở đây mình đang muốn chỉnh hình, mình sẽ tìm cái group có chữ hình và chúng ta click vào cái dấu mũi tên này để nó sổ xuống ha. Rồi, ở trong này thông thường nha thì nó sẽ cho các bạn là một cái smart object. Smart object là cái gì? Các bạn thể thấy ngay cái layer nó có một cái biểu tượng như thế này. Đó, biểu tượng ngay dưới các bạn sẽ thấy này. Đó. Thì ở đây á, nó chính là cái smart object. Thì để thay đổi cái smart object chúng ta chỉ việc click đôi vô cái layer hình này thôi. Click đôi vô cái thumbnail, cái hình thumbnail của cái đôi đấy nhá. Nó cũng nói nè, thêm hình, đè cái hình của bạn vào đây. Double click để mà edit, double click là nhấn đôi đó. Thì chúng ta double click. Thì các bạn sẽ thấy nó mở ngay một cái layer khác. Ôi, mình vừa tắt rồi. Double click nó sẽ mở ra một cái cửa sổ khác ha, một cái tab khác đây. Đó. Thì cái tab thứ hai mở ra này chính là cái hiện thân của cái ở trong cái layer chính của chúng ta, cái file chính của chúng ta nhé. Ở đây thì các bạn chỉ việc place cái hình của các bạn vô thôi. Ví dụ như các bạn sẽ vào file, chọn place hoặc là place embed, hoặc là các bạn mở một cái hình nào đó các bạn kéo thả vào thôi. Ví dụ như ở đây mình sẽ kéo thả cái hình shop của mình chẳng hạn vậy, kéo thả shop của mình vô. Đó. Giống như là trong Word hay là trong Paint vậy đó. Khi các bạn kéo vô thì nó sẽ cho các bạn đi tùy chỉnh cái kích thước của cái hình của các bạn ha. Thì đây các bạn có thể đè phím shift để chúng ta phóng lớn lên mà nó không có bị giảm cái chất lượng của hình đi ha. Đó, các bạn có thể phóng lớn lên chẳng hạn vậy, ví dụ như là mình phóng hết cỡ ra đó để chúng ta gom nó vừa khít chỗ đây. Đó, và các bạn nhấn enter. Nếu như các bạn vô tình nhấn enter mà không đúng như là ý các bạn muốn, các bạn chỉnh lại thì các bạn có thể vào edit và chọn là free transform đây. Free transform hoặc là control T ha, control T đó thì nó sẽ hiện lên lại cái khung transform để cho các bạn tùy chỉnh lại kích thước và các bạn có thể nhấn enter hoặc là click dấu check ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái hình. Rồi bây giờ để làm tiếp theo, các bạn ok với hình rồi, các bạn sẽ bấm control S lưu lại hoặc là vào file chọn self ha. Rồi thì các bạn có thể để đó và các bạn quay lại cái hình chính, các bạn sẽ thấy ngay cái hình mà chúng ta vừa thêm ở bên tab này nó sẽ tự động nó thay vào đây luôn ha. Thì ở đây các bạn thấy là màu nó hơi nhạt đi chút xíu, lý do là bởi vì có một cái gradient map này mình không thích thì mình sẽ tắt cái gradient map này đi hoặc là delete xóa luôn đó, kiểu thế nó sẽ không ảnh hưởng gì cả bởi vì mình chỉ thay đổi hình và xóa cái gradient thôi ha. Rồi ở đây ví dụ như là các bạn thích cái hình khác chẳng hạn vậy, mình không thích cái hình này, mình muốn đổi một cái hình áo của mình chẳng hạn vậy, cái mẫu áo Gaza mới của bên mình chẳng hạn vậy, cái này thì là cô tông chính hãng thì các bạn có thể mua trên rồi mình đùa thôi. Rồi mình thêm vô ra, mình cần chọn S thì hồi nãy mình đang để ý là ở trên này nó sẽ không có đầy đủ hết trên dưới cho nên là mình cảm thấy để vậy nó cũng ok, cho nên là mình để nó khoảng giữa giữa thôi. Đó, xong rồi thì chúng ta có thể tắt cái layer này đi để chúng ta có tắt cái cửa sổ vừa rồi đi nha, để chúng ta có cái hình như thế này thì là xong cái hình nhé. Thì tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi cái logo. Đây logo nó có một cái folder có chữ logo ở đây thì mình chỉ việc bật tắt này, các bạn có thể thấy ngay là ha. Rồi các bạn có thể thêm logo ở đây luôn hoặc là làm như là cái layer hồi nãy vậy đó, hoặc là các bạn có thể làm đơn giản là kệ cha cái này luôn, các bạn có thể kéo thả cái logo của các bạn vào thẳng trực tiếp ở trong này cũng được. Đây mình sẽ kéo thả cái logo Gaza của mình vào đây. Đó. Thì nếu như của bạn kéo thả mà nó ra một cái nền trắng thì các bạn chuyển cái hình, cái logo của các bạn thành file không có nền nhé. Hoặc là các bạn tách nền sau. Thì những cái đó các bạn có thể tìm hướng dẫn ở trên mạng nhé. Còn như đây trong này thì mình sẽ làm ngắn gọn thôi. Đó. Thì bố cục thông thường người ta đã thiết kế sẵn khá là ok rồi cho mình không có thiết kế lại nữa. Ha. Rồi. Logo mình cảm thấy vậy là ok rồi. Ví dụ các bạn muốn đổi màu thì mình sẽ click đôi hoặc là click chuột phải và chọn là blending option ở trên cùng này, blending option. Đó. Và các bạn chọn là color overlay để chúng ta chọn cái màu. Ví dụ như ở đây mình muốn nó chìm chút xíu, mình để màu xám nhưng mà nó đậm hơn chút xíu đi cho nó đẹp. Đó, ví dụ như vậy ok đi. Và chúng ta đây, sorry các bạn bị che mất ha. Có thể chọn màu ở đây cũng được. Nhớ là click vào cái color overlay nhé. Và chúng ta click OK để chúng ta đổi màu của cái logo. Rồi, ở đây là logo xong. Mình sẽ đóng cái group logo này lại. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh về chữ ha. Chỉnh về chữ thì các bạn sẽ chọn là sử dụng cái typo này ha. Cái type tool để gõ chữ. Các bạn chỉ đơn giản là click vào cái type tool và chúng ta sẽ click vào cái chữ. Thông thường các bạn không có phông thì các bạn sẽ bấm OK, không sao cả, nó sẽ chuyển về một cái phông mặc định nào đó. Và mình không biết là phông mặc định thông thường nó sẽ đẩy về cái gì, ví dụ là Tahoma, Myriad Pro, tùy trong máy các bạn là cái gì nha. Còn như ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái phông, các bạn sẽ click và các bạn đổi cái nội dung trước nha. Ví dụ như là áo
Polo, đây, Apollo đi, Gaza chẳng hạn vậy, Apollo Gaza X Mandini, rồi như vậy đi. Rồi mình cảm thấy như vậy là khá là ok ha. Các bạn sẽ vào Window chọn Character để chúng ta hiện cái panel chỉnh về chữ ra. Rồi ở đây trên này nó sẽ là tên phông, ở đây là phông vớ vẩn linh tinh cho nên là nó không có hiện tên, thì các bạn có thể chọn một cái phông nào đó, ví dụ như là mình thích cái phông nào cho nó gọn gàng chút xíu, phông này đi, khá là ok, phông này khá là ok đó. Ở đây mình đang chọn nguyên cái layer chữ luôn cho nên là mình chọn phông nó sẽ đổi nguyên cái layer đó. Còn như đây mình sẽ chọn một cái chữ mà mình muốn thay đổi cái lô thay đổi cái đó. Thay đổi cái phông của nó thì mình sẽ quét chọn cái chữ đó thôi. Ở đây mình có thể giảm cái size xuống ha. Cái phông size này thì các bạn có thể tăng giảm tùy ý làm sao cho nó các bạn cảm thấy ok nhất có thể. Và bên này là cái kích thước độ thay đổi giữa cái dòng trên và dòng ở dưới thì các bạn có thể tăng giảm đó, thì đơn giản như vậy thôi. Nếu như mà các bạn thắc mắc về phần chữ thì các bạn có thể lên trang lên lên channel của mình, các bạn search cái cách thêm chữ ở Photoshop thì nó sẽ ra ha, thì mình có hướng dẫn các bạn cái cách xử lý về phông như thế nào cho nó ok. Tiếp tục ở đây thì mình click ở đây mình cảm thấy cái này nó hơi vô dụng cho nên là mình sẽ xóa đó. Cái này đâu rồi, đây ví dụ như là cái chữ này đi mình cũng ok, ở đây phông mặc định mình cảm thấy nó khá là đẹp thì mình sẽ để ví dụ như là giảm ngay free ship gì rồi, cho phép thử thoải mái trước khi nhận hàng, rồi cho phép đổi đổi size không tính phí kiểu vậy đó, ví dụ như thế. Rồi Book Now thì có thể mình click vào mình sẽ đổi tên nó là mua ngay chẳng hạn vậy. Thường nó sẽ có một cái call to action, nếu các bạn là học về marketing các bạn sẽ biết chữ cái chữ tên là call to action, có nghĩa là các bạn để mặc định nhé, thì khách hàng của các bạn không có làm gì cả, người ta chỉ đọc quảng cáo và chỉ như vậy thôi. Ví dụ như là trong cái quảng cáo các bạn sẽ có một cái câu, một cái câu gì đó để gợi ý trong đầu để người ta làm. Ví dụ như là mình thay cái chữ book now đó bằng chữ inbox ngay chẳng hạn vậy, nhắn tin cho fanpage ngay chẳng hạn thế thì nó sẽ ok hơn ha. Rồi có nghĩa là mình sẽ kích vào đầu của khách hàng cái chữ là cái đâu rồi, à đây, cái điều gì đó mà các bạn muốn cho khách hàng của các bạn làm, nó hơi ngoài lề chút xíu ha. Rồi ở đây tiếp tục mình sẽ thay đổi cái your site này thành cái domain ở website của mình ha, ví dụ như là www.gaza.vn chẳng hạn vậy, gaza.vn đó. Rồi tiếp chữ inbox ngay thì mình cảm thấy nó hơi bé cho nên là mình muốn phóng lớn nó lên, thì đây có vẻ như là cái nút hình cái nút này đang nằm ở trong cái group design thì mình sẽ search trong group design đó, có cái button này, button này chính là cái hình vẽ của cái nút này, mình bấm Ctrl T hoặc là free transform hồi nãy đó, các bạn vào edit chọn free transform ha, thì ở đây mình sẽ đè phím shift mình phóng to ra một chút xíu, enter. Rồi quay trở lại cái chữ hồi nãy book now thì bây giờ mình sẽ phóng lớn nó lên inbox ngay chẳng hạn vậy, để cho người ta đọc cái chữ này, người ta đọc quảng cáo thì ok, sau đó thì người ta sẽ inbox cho mình chẳng hạn vậy, để mình tư vấn mình dụ người ta mua dễ hơn ha. Ví dụ như đây mình sẽ đổi phông thành Montrez hoặc là Geographic đi, mình sẽ để là bold đó để cho nó đậm chút xíu, và như vậy là mình có một cái banner, cái poster khá là đẹp. Tiếp theo thì trước khi các bạn up lên trên fanpage của mình, các bạn cần tối ưu cái kích thước để các bạn up lên nó gọi là đẹp nhất có thể. Rồi mặc định nhá, các bạn sẽ vào image, chọn là image size ha, image size. Ví dụ mặc định thông thường nó sẽ để là kích thước in ha, ví dụ như là hồi nãy các bạn coi ở trên cái website của Freepik đó, nó để là gọi là gì rồi, kích thước là A4 ha, thì mặc định trong này nó sẽ để là kích thước A4 để các bạn in, nhưng thông thường các bạn sẽ up lên Facebook cho nên là bây giờ mình sẽ thay đổi kích thước để chúng ta up lên Facebook nó đẹp nhất ha. Rồi kích thước á, thì các bạn sẽ để ý cho mình đổi cái đơn vị thành pixel, sau đó cái resolution các bạn chuyển thành 72 ha, resolution cái độ phân giải các bạn để 72, và cái cạnh dài, cạnh nào dài hơn các bạn sẽ để là 2048 giúp mình, cạnh dài các bạn để là 2048.
và cái cạnh kia nó sẽ tự đi theo, nếu như các bạn link vào đấy nó tự đi theo ha. Và chúng ta click OK. Nhớ ở đây phải là 72 nhé. Rồi 2048 đó. Thì chúng ta sẽ có kết quả như này. Đây là cạnh dài, cạnh nào dài các bạn thay đổi, ví dụ như là cái thước ngang thì cái width nó sẽ dài hơn thì các bạn thay đổi cái width ha. Rồi click OK. Đó thì nó sẽ tự resize lại. Và bây giờ các bạn sẽ lưu lại với định dạng là PNG file, chọn Save As và các bạn chọn là PNG giúp mình nha. Ví dụ như là download rồi xuống đâu rồi, xuống gì đâu rồi. Mình sẽ search đây, xuống là banner. Mình sẽ lưu vào đây. Các bạn sẽ chọn cái định dạng format của mình á là PNG nha, PNG, và tên thì các bạn sẽ đổi tên. Ví dụ như là banner. Đó, mình đổi tên. Xong rồi. Profile thì các bạn đổi là sRGB hoặc là Adobe RGB cũng được, nó sẽ tự nó convert thôi. Mà thông thường nếu ví dụ Adobe RGB thì mình tắt đi để nó không có đi theo. Vào click save thì ở đây tiếp tục nó sẽ ra một cái bảng, nó sẽ cho các bạn là nén cái file này lại, thì các bạn nhớ chọn là smallest file size để cái Photoshop của mình nó nén cái hình trước, đừng để Facebook nó nén nhá, đừng để Facebook nó nén, Facebook nén ngu lắm. Facebook cái Photoshop nó sẽ nén thông minh hơn, cho nên các bạn sẽ để là smallest file size và các bạn click OK ha. Thì chúng ta sẽ có một cái file kích thước vừa đủ ha, kích thước đúng đúng và đủ, có cái size nó OK nhất có thể, và lúc đó các bạn sẽ có một cái hình OK hơn ha. Rồi nó sẽ lưu, nó sẽ từ từ nó chạy, nó lưu. Ví dụ như là đây nó hơi gọi là hơi lâu chút xíu bởi vì kích thước poster của chúng ta khá là lớn ha, thì nó sẽ lâu. Còn như kiểu các bạn làm cái gì đó thì nó sẽ nhanh hơn, ví dụ cái thước nhỏ sẽ nhanh hơn. Rồi ở đây các bạn sẽ có một cái hình, thì hình này chính là kết quả của chúng ta làm. Đó, đây chính là cái poster mà chúng ta cần ha, đơn giản như vậy thôi. Với những cái khác thông thường nó cũng sẽ như vậy cả, cho nên là các bạn có thể tùy chỉnh như thế nào đó để nó ra được cái sản phẩm của các bạn nó OK nhất có thể ha. Thì cách làm đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Mình sẽ gặp lại các bạn vào những video lần tới. Bye bye.